Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ, ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại. Họ đặt tay trên những người bệnh và bệnh nhân sẽ được lành mạnh. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo. Đó là lời anh chị em thân mến. Fritz Kreisler là một nhạc sĩ violon nổi tiếng. Ông đã có lúc thành đạt và tiền bạc rất nhiều, thế nhưng bởi vì có lòng rộng lượng, ông đã trao tặng hết tất cả của cải mình. Đến lúc ông gặp một cái cây đàn quý thì lúc đó không còn tiền để mua nữa, ông mới bắt đầu tiết kiệm để kiếm tiền mua cái cây đàn đó. Thế nhưng khi đã kiếm đủ tiền thì lúc đó hỏi thăm mới biết cây đàn đó đã có một nhà sưu tầm đồ cổ mua mất rồi. Và ông đến cái nhà sưu tầm đồ cổ đó để hỏi mua lại. Thế nhưng nhà sưu tầm đồ cổ nói rằng đó là một cái đàn rất là quý, cho nên không bán. Thế thì ông mới năn nỉ cho tôi đàn một bản trên cây đàn quý này. Và sau đó ông cầm cây đàn với sự cho phép của ông chủ cây đàn đó và lả lướt đánh những nốt nhạc thật là hay, để hết tâm hồn vào đó. Sau khi ông đánh xong một bản nhạc thật hay thì lúc đó ông chủ của cây đàn mới nói với Chrysler, cây đàn này nó thuộc về anh, là người biết sử dụng nó. Chrysler hết sức cảm động trước tấm lòng rộng lượng của cái người làm chủ cây đàn đó. Và qua cái câu chuyện này chúng ta học được một bài học thật là đáng quý cho tất cả những ai muốn đi loan báo tin mừng. Đó là cái gì? Cây đàn là quý, nhưng mà cây đàn nó quý khi mà nó hay. Nếu không có người chơi thì đâu có hay được. Cho nên nếu không có người chơi đàn thì nó chỉ như một cái đàn đẹp để trong kề, trong cất trong đó vậy thôi. Và cái người chủ cây đàn này tỏ ra là một người thực sự là yêu chuộng âm nhạc, cho nên mới trao cho cây đàn có cái cơ hội để mà nó được tấu lên những nhạc khúc tuyệt vời cho mọi người nghe. Vừa trao cho cây đàn một cơ hội, vừa trao cho một nhạc sĩ nổi tiếng Chrysler, bởi vì cũng là nhạc sĩ như nhau, nhưng mà nếu mà có cây đàn hay đó thì tất nhiên là tiếng đàn nó sẽ đậm đà, nó sẽ ngọt ngào hơn. Và ông mất cái gì? Ông mất cây đàn đúng rồi, nhưng mà đem lại cái giá trị cho cây đàn đó, giá trị cho một nhạc sĩ nổi tiếng. Một người đi loan báo tin mừng thì cũng phải là một người biết tìm kiếm điều tốt nhất cho người khác. Bất kể mình có phải thua thiệt đến đâu, lời Chúa ngày hôm nay là bạn
kết thúc của phúc âm Thánh Marco, và có thể nói mọi lời rao giảng về Thánh Nhân, mọi điều ta biết về Chúa Kitô, lời rao giảng của Thánh Marco về Chúa Kitô cũng trở nên vô ích. Nếu làm sao? Nếu mà người ta không tin và không giống niềm tin. Còn ngược lại, một khi đã tin và sống niềm tin của mình, thì cái việc đi loan báo tin mừng là cái điều tất yếu. Và có thể nói được thật là hay khi mà Marco để vào cái mấy dòng kết của quyển phúc âm của Ngài, lời dạy của Chúa Giêsu: các con hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật, ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ, ai không tin sẽ bị luận phạt. Và cuộc đời của chúng ta cũng có thể nói được cũng tương tự như thế. Nếu như ta làm cho một người được nhận biết Chúa và được sống đức tin, thì tôi chẳng nhớ vị thánh nào nói, nhưng mà ta đã có được cái bào kê cho sự sống đời đời của chính mình. Và ngược lại, một người nói rằng là mình tin vào Chúa mà không hề loan báo tin mừng, thì kể như là cái đó tin là tin giả vờ vậy thôi, chứ không phải là tin thật. Một người tin thật là một người phải đi loan báo tin mừng. Tin thật vào một cái phương thuốc nào đó thì chính mình phải dùng phương thuốc đó cho nó có lợi cho sức khỏe của mình. Tin vào một lẽ sống thì mình phải sống lẽ sống đó. Và làm sao đây để có thể nói được mỗi người chúng ta? Mỗi người ai cũng có công việc của mình, đâu có thể như là các linh mục, các tu sĩ để mà loan báo tin mừng cho nơi này nơi kia. Thế nhưng đây là một mệnh lệnh Chúa truyền cho tất cả mọi người: các con hãy đi khắp thế gian, và không trừ một ai, mọi người kia hữu đều phải đi loan báo tin mừng. Cái cách để loan báo tin mừng có thể nói được đơn giản nhất mà ai cũng phải làm, mà ai cũng làm được, đó là chi? Đó là mình có Chúa ở trong đời sống của mình. Loan báo tin mừng là mang Chúa đến cho mọi người. Khi mà mình có Chúa trong đời sống của mình rồi, đi đến đâu mình mang theo Chúa đến đó. Như một bài hát chúng ta vẫn thường hát: đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Vậy thì đơn giản ta sống yêu thương, sống quên mình. Và bài đồng một nói với chúng ta về cái cách thức để loan báo tin mừng mà ai cũng có thể làm được, dài lắm, nhưng mà câu đầu tiên: anh em thân mến, tất cả anh em mặc lấy đức khiêm nhường để đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng và ban ơn cho người khiêm nhường. Vậy thì hay nói cách khác, ta khiêm nhường thì ta có Chúa ở cùng. Còn ngược lại, ta có tài giỏi đến đâu, ta có đọc kinh, ta có dự lễ, ta có làm bao nhiêu việc từ thiện thuốc sáng đến đâu đi chăng nữa, nhưng mà hãy ta có lòng kiêu căng, thì lời Chúa đã nói rõ rằng Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng, thì làm sao mà một người kiêu căng lại có Chúa ở trong lòng được. Ấy thế nhưng mà anh chị em thân mến, chúng ta phải thú nhận thực sự với nhau, hỏi là mình có kiêu căng không? Chẳng ai nghĩ mình là người kiêu căng. Thế nhưng mà có một cái trách nhiệm nho nhỏ để cho thấy ta có kiêu căng hay không. Ta thấy một người khiêm nhường, ta có thấy dễ yêu dễ mến không? Ồ có chứ. Còn thấy một người kiêu căng thì sao? Có thấy dễ ghét không? À đúng, dễ ghét lắm, dễ ghét chịu không nổi. Khi ta ghét một người kiêu căng, ta kiêu căng. Tại sao vậy? Hai cái xe đi đường, ai cũng muốn chung ngon. Cái xe kia nó to, xe ta cũng to, và không ai nhường nhau cả. Cái người kiêu căng mà ta thấy ghét đó, bởi vì cái kiêu căng của họ đụng vào cái kiêu căng trong lòng ta. Cho nên một người thấy còn ghét một ai thì đó là kiêu căng. Nhất là ghét một ai mà cái mặt vinh vinh lên như vậy này, ta thấy ghét quá sức tưởng tượng. Cái điều đó tố cáo rằng ta kiêu căng. Còn ngược lại, người khiêm nhường là sao? Là cái người thấy người ta vinh cái mặt lên, thấy lại mình đúng rồi, người ta coi thường mình là phải. Ở chỗ rằng mình có chi để mà
nếu mà ai cũng thấy được hết cái hụt của mình đó thì mình xấu hổ lắm, phải gục mặt xuống mà đi. Mà may quá là họ chỉ coi cho mình cỡ đó thôi. Chúng ta dân lễ tạ ơn Chúa đã đến hạ mình xuống như một người nô lệ xuống dưới chúng ta, để dạy chúng ta bài học của khiêm nhường, bài học của yêu thương, của phục vụ, và xin cho chúng ta thực sự sống khiêm nhường, là không ghét một ai, không ghét người chua căng, trái lại thương họ, muốn giúp đỡ, yêu thương, phục vụ mọi người không trừ một ai. Lạy Chúa, xin cho chúng con thực sự có Chúa ở trong lòng bằng sự khiêm nhường phục vụ trong tâm thần. Amen.